Chính quyền tỉnh Bình Thuận áp dụng giãn cách xã hội thành phố Phan Thiết theo chỉ thị 15 trong 14 ngày từ 12 giờ hôm nay, sau khi nữ bác sĩ nghi mắc Covid-19. Cùng với thành phố Phan Thiết, trong cuộc họp sáng ngày 24 tháng 6, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng quyết định giãn cách xã hội huyện Tuy Phong theo chỉ thị và thời gian tương tự bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 6. Theo đó, thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hai địa phương này cũng dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, ngưng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được bán tại chỗ, chỉ được bán mang về. Trung tâm hành chính công Bình Thuận, bộ phận một cửa thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan. Đại dịch sẽ